Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một sự việc hy hữu xảy ra tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hai vị khách sau khi ăn ốc hết 487.000 đồng đã chuyển khoản nhầm số tiền gần 500 triệu đồng. Trước đó vào ngày 4 tháng 8, anh Đào Trung Thắng, một chủ quán ốc hải sản trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã đăng tải thông tin tìm hai vị khách chuyển nhầm số tiền 487 triệu đồng. Theo nội dung bài viết, vào ngày 3 tháng 8, sau khi thu dọn hàng và kiểm tra tài khoản, anh Thắng đã phát hiện tài khoản của mình nhận được số tiền gần 500 triệu đồng. Sau khi kiểm tra lại thông tin, chủ quán xác định số tiền trên là của hai vị khách ăn ốc trước đó. Theo người đàn ông này, hóa đơn của hai vị khách chỉ hết 487.000 đồng. Tuy nhiên trong lúc chuyển khoản thanh toán, họ đã chuyển nhầm cho anh số tiền 487 triệu đồng. Đến sáng ngày 4 tháng 8, do không thấy hai vị khách quay lại nhận tiền, anh Thắng đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân. Để chắc chắn hơn, người đàn ông này cũng đến ngân hàng xác thực lại số tiền và kiểm tra thông tin người chuyển. Khi đã rà soát được thông tin từ ngân hàng, đến chiều tối ngày 4 tháng 8, vị khách trên đã mang giấy tờ tùy thân đến ngân hàng nhận lại số tiền gần 500 triệu đồng.